Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán đồ nghề Nhật của em. Mọi người xem video, muốn theo dõi video thì bấm vào đăng ký. Xem muốn mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em 0334 830 843. Đây, số điện thoại em đây. Hoặc là Zalo, hoặc là kết bạn Zalo. Xem video thì bấm vào chế độ xem HD để xem được cái hình ảnh của sản phẩm nó rõ nét và chi tiết. Chọn lên chế độ xem HD. Hôm nay em lên cái video 20 có mấy món đồ anh em xem. Đầu tiên là cái cân của Nhật, cân treo này nó treo được 7 kg, nhỏ nhất là 500 g, 100 g, 100 g đến 7 kg. Đây mình điều chỉnh được cái độ size này, size lệch. Cân treo đầu này mình cầm, đầu này treo cái đồ Nhật lên. Cái dòng cân này của Nhật á thì cái lò xo nó rất là tốt anh. Em cũng bán qua rất là nhiều cân này rồi, thấy nó còn cái lò xo rất là tốt, đảm bảo chính xác. Cân treo của Nhật có mã là 2001, 200 ngàn. Tiếp theo em có một cây bấm cót của Hosan Japan này. Đây là số cót nó bấm, các loại cót nè. Kích thước nó là 20 cm. Này cái hình nó mô tả Hosan Japan. Kèm bấm cót có mã là 2002, 200 ngàn thôi. Tiếp theo em về được cái bàn ủi của Nhật. Đây cái bàn ủi của Nhật. Dây này nó là dây chống cháy nè. Đây. Mặt nó sáng bóng. Nó có công suất là thông số nó là một điện 100 V. Xài điện 100 V nha anh em. Công suất là 300 W. Của hãng National. Nên là cái thương hiệu Panasonic bây giờ. Ở đây nó mẻ một tí nhưng mà nó không ảnh hưởng gì. Cái này nó không liên quan tới điện nên không sao đâu nè. Đây có nhiều chế độ chỉnh nóng nè. Để cắm điện thử nha. À, nó lên đèn nè. Đây là tắt. Nè vật này là tắt. Số 1 nè, 2 3 4 5 6 7. Cái này không có giật gì hết nha nè. Cái miếng sắt nè. Nó ấm lên nè. Bàn ủi Nhật có mã là 2003, 450 ngàn. Đây em để đây nha. Tiếp theo em có một cây bấm ri về. Bấm rút ri về của Hit Japan. Thân nó là bằng nhôm, cầm rất là vừa tay. Bấm thử cây rivet này nha. Cây rivet này là đầu như 2.4 nè.
Đứt rồi đó. Đây răng nó ngấu vô rất là chắc. TV này là bằng inox nha anh em. Cái con tán nãy là giờ tán inox á. Tán ở mình thường xài là tán bằng nhôm, nó mềm hơn rất là nhiều. Cái này là tán của Nhật bằng inox luôn nè. Tấm TV có mã là 2004. Giá 350 nha. Tiếp theo em về được cái bình nóng lạnh giữ nhiệt. Đây, cái bình này nó còn cái chén để mình uống nước luôn nè. Chén này mình rót nước mình uống á. Chén rất là đẹp luôn. Bình này nó có dung tích là đựng được 1 lít 25. Thương hiệu Demon của Malaysia, nó sản xuất qua Nhật. Đây có cái quai nè, em mở vào trong coi nha. Đây cái nút mà mình bấm để mình chế nước này, chế ra đây gòn nè, trắng tinh nè. Đây bằng ở trong mà inox, toàn bộ cái bình là bằng inox, nó rất là dày, nó làm mấy lớp lên nè, này dày lắm nên nó mới giữ được lạnh giữ nóng. Tem nó còn ngoại hình còn ok. Bình giữ nhiệt có mã là 2005, giá 450 nha. Cái bình này có kích thước là nó cao 27, cao 27.5, đường kính nó là 11 cm. Tiếp theo anh dùng được một cái mỏ hàn, mỏ hàn chì. Đây là cái mỏ hàn chì của Nhật. Dây trong trái à, cây này nó có kích thước nè, đầu rất là to, đầu này không biết là chuyên dụng hàng cái gì á. Cái đầu chì, đầu hàn nó là 4 cm, ngang 3 cm. Cái này có công suất là 200W, xài điện 100V, 200W xài điện 100V. Cái này của sốt gần sốt hãng này, sốt ra ba nó đi các bạn nè, tính cắm điện nó thử nha. Tiếp theo là cái mỏ hàn có mã là 2006 anh em. Giá bán là 600 ngàn. Tiếp theo về một cây mài khuôn của Rimmel. Rimmel Mexico, sản xuất qua Nhật. Mexico là sản xuất qua Nhật. Là xài điện 100V, công suất 100W. Rimmel 3000. Đời này đời 3000 nè. Cũng cao. Nó có điều chỉnh tốc độ nè. 10 nó. Điều tốc. Đem cắm điện thử nha. Êm luôn.
Vòng tua nó là từ 10.000 vòng đến 28.000 vòng. Vòng tua từ 10.000 vòng đến 28.000 vòng. Cái hàng nội địa này thì em xài cũng đã xài qua rồi. Em cảm nhận thấy là nó máy nó chạy rất là đầm hơn, mạnh hơn cái hàng hàng điện 220 của nó xuất qua mình. Đây, máy Rimmel 3000, có mã là 2007, giá 700.000 nè. Cái mỏ hàng mới cắm nó nóng rồi nè. Đây chì đây nó chảy nè. Nó nóng nó chảy chì nè. Mỏ hàng này nó nóng thì cũng khá là nóng, rất là nóng luôn á. Nó nóng rồi nó giữ được nóng rất là lâu luôn. Tại vì cái đầu hàng nó to quá mà. Này anh em chuyên dụng làm chắc là hàng mấy cái đồ lớn. Tiếp theo là em có về được một cây cắt ống đồng của Super nè, cái ống đầu Super Japan nữa. Về được một cây nữa, cây này cũng nguyên còn nguyên lưỡi sơ cua luôn. Đây cái lưỡi sơ cua chưa sử dụng nè. Còn cái lưỡi này thì chắc đã xài rồi, xài lướt nên nó còn nguyên nè. Còn nguyên luôn, còn cắt ok đó. Quay rất nhẹ luôn, nhanh. Nó cắt được từ ống đường kính là 3mm đến 32mm. Đây là cái do thì mình cắt xong rồi mình do mấy cái bavia nó cho nó gọn lại, đẹp lại. Cắt ống đồng có mã là 2008, 250.000 thôi. Tiếp theo em về được cái cây này rất là cái kính, gọi là cái kính kính hiển vi nha. Đây như đồ xưa. Thân thì nó bằng sắt đúc, rất là nặng luôn. Trên đây bằng đồng. Bên trong thì nó có kính nè. Có mấy lớp kính nè, một lớp, hai lớp, ba cái lớp kính. Nó còn nguyên lớp kính nè, sáng bóng nè. Mà nó rất là nhỏ, cái kính dưới cùng nè, rất là nhỏ luôn nè. Đó, cái lỗ nó nhỏ. Cái lỗ nó khoảng 2mm. Cái mắt kính dưới cùng khoảng 2mm. Cái trên này tầm trên đường kính tầm 7mm nè. Kính 7mm. Ở đây nó ghi là độ phóng đại nhân 250 lần. Mà nó rất là nhỏ nên em cũng chưa thử nó như thế nào. Đây còn nguyên nhân như hình nè, kích thước nè tầm 19-20cm lên chiều cao của nó. Cái bàn này có kích thước là 5 55 5 phân rưỡi. Đây nó có thể nghiêng tới nghiêng lui được nè. Kính hiển vi mã là 2009, giá 300.000. Cuối cùng là em về được cái cây hút bụi. Cái hút bụi này nó gắn ở trên, thường người ta bỏ trên xe hơi xài nha anh em. Đây là cái tẩu hút nè, cái tẩu điện trên xe hơi nè. Đó, nó còn mới chưa xài luôn em nè. Mới cái túi lọc nó còn nè, mới tin rồi.
lọc bụi thôi. Nó đi kèm là còn cái bộ này luôn nè, cái bộ này gắn vô mỏ nó nè, gắn vô cái mỏ hút á để mà chùi rửa hút. Đây à, cái mỏ dài đây có điện 12V, em thử nè. Thử ra chạy nha nè. Đây là cái tẩu ra 12V này nè. Cục này là biến biến cục nguồn 12V. 12V 5A. Đó. Đây nguồn 12V nè. Hút bụi ô tô có mã là 212010, giá 400.000. Ok. Rồi cái video hôm nay đến đây là kết thúc nha anh em. Hẹn anh em cái video tiếp theo.